Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 6140 ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành đề án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy ở động vật nuôi trên địa bàn các quận của thành phố Đà Nẵng. Kể từ khi đề án đi vào hoạt động, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, phối hợp với các quận huyện xây dựng kế hoạch giám sát và quản lý động vật nuôi tại địa phương, hướng dẫn các hộ đăng ký nuôi theo quy định, tổ chức các biện pháp phòng chống bệnh dạy như tiêm phòng định kỳ 1 năm một lần, triển khai dịch tễ dạy trên 450 lượt. Cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp kiểm tra chặt chẽ các hoạt động về hành nghề thú y, kết quả có 34 điểm tổ chức tiêm phòng bệnh dạy đạt chuẩn, 11 cơ sở hành nghề thú y đáp ứng đủ các quy định về vệ sinh thú y. Nhìn chung qua 2 năm triển khai đề án 6140, cả 6 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy ở động vật nuôi và được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dạy.